Hello anh em đã quay trở lại với UltraXe. Video ngày hôm nay tôi sẽ làm điều mà chưa có YouTuber làm content nào làm. Rồi, ghê chưa? Ghê chưa? Đó là mình sẽ làm 100 loài khủng long có tên bắt đầu bằng chữ cái A. Sau A sẽ là B, sau B sẽ là C. Làm đến khi nào hết bảng chữ cái thì thôi. Đương nhiên top 100 mà làm một video thì chắc mất vài tiếng đồng hồ mất. Nên mình sẽ chia nhỏ ra thành 10 phần, mỗi phần 10 con cho các bạn dễ nắm bắt nha. 100 con mà ra 10 phần thì cũng hơi ách đi nha. Hãy ấn like và subscribe ngay rồi chúng ta cùng bắt đầu video thôi nào. Số 1 là Adonyx. Adonyx là một loài sauropodomorpha rất đặc biệt vì nó đại diện cho giai đoạn chuyển tiếp giữa tổ tiên hai chân và con cháu bốn chân. Sự thay đổi này thể hiện rõ nhất khi kiểm tra đôi chân, cho thấy sự thích nghi với phương pháp đi bộ chậm hơn nhưng mạnh mẽ hơn. Những thay đổi này kết hợp với phương pháp chịu trọng lượng ngày càng bằng bốn chân sẽ cho phép loài sauropod này phát triển đến kích thước thật sự khổng lồ. Khi xác định tuổi của loài này, các nhà khoa học có thể đếm các vòng phát triển có trong cấu trúc xương vỏ. Cả hai cá thể đều được phát hiện không quá 10 tuổi, còn nguyên nhân chúng đi bụi cùng nhau thì vẫn chưa rõ. Nhưng cả hai đều được tìm thấy cùng với một lượng nhỏ xương vương vãi, không biết có sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm hay không. Nhưng việc hai cá thể cùng tuổi lên bảng điểm số cùng nhau thì cho thấy chúng đã hạnh phúc bên nhau, đã lang thang cùng nhau trong cuộc sống tiền sử. Số 2, Aplitosaurus. Aplitosaurus là một chi khủng long Titanosaurian thuộc phân họ Santarosaurini, sống ở Tây Âu vào cuối kỷ phấn trắng. Một khám phá quan trọng về Aplitosaurus là đốt sống cổ và lưng được tìm thấy có khớp nối một phần. Đây là một điều rất hiếm thấy. Hóa thạch của Aplitosaurus ban đầu được phát hiện vào năm 1954 và sau đó được mô tả là Hypselosaurus vào năm 1956. Tuy nhiên, nghiên cứu sâu hơn sau đó vào thế kỷ 20 bắt đầu coi chi Hypselosaurus là một chi đáng ngờ và nhiều hóa thạch được xếp vào các chi mới được mô tả vào năm 2017. Vào năm 2022, một chi mới Aplitosaurus đã được thành lập để bao gồm những hóa thạch này. Số 3, Abelisaurus. Abelisaurus là một loài khủng long theropod ăn thịt thuộc họ Abelisauridae, được đặt tên bởi Jozy Bonaparte và Fernando Novas vào năm 1985. Chúng có kích thước cơ thể ước tính dài từ 7 đến 9 mét với hộp sọ dài hơn 85 cm. Chúng từng phân bố ở Argentina tại khu vực Patagonia thuộc tỉnh Rio Negro từ hệ tầng Anacleto vào giai đoạn đầu Cambodian của kỷ phấn trắng. Hóa thạch duy nhất của Abelisaurus cho đến ngày nay được biết đến là một hộp sọ bị tổn thương nặng ở phía bên tay phải. Abelisaurus là loài đầu tiên trong nhóm khủng long ăn thịt Abelisauridae, một nhóm tương đối mới dường như phổ biến nhất trên khắp các lục địa phía Nam như Nam Mỹ và Châu Phi. Loài khủng long này có cánh tay đặc biệt phế so với các nhóm khủng long chân cứu khác. Tay của T-Rex được đánh giá là tủi lùn so với nó. Để tôi chèn mấy cái footage minh họa cho các bạn xem. Đầu tiên là Abelisaurus này này, nhìn có thấy ngón tay nào đâu. Rồi bạn nhìn hai cái tay quơ quơ của con Carnotaurus sừng bò này xem. Nó cứ tiếp thế nào ấy. Ủa mình nhịn lâu lắm rồi đi nhá. Được rồi, đến với các chi tiếp theo nào. Số 4 là Aplitosaurus. Aplitosaurus là loài thằn lằn tỉnh táo, là một chi khủng long Heterodontosauridae, sống vào thời kỷ Jura sớm, tại nơi ngày nay là miền Nam Châu Phi. Đây là một loài khủng long ăn tạp hay thực vật đi bằng hai chân, dài khoảng 1,2 mét và nặng chưa tới 45 kg. Giống như những loài Heterodontosauridae khác, Aplitosaurus là loài dị hình giới tính, với răng có ở con đực nhưng không có ở con cái, giống như ở nhiều loài voi được biết đến ngày nay. Việc thiếu răng trong một mẫu vật có thể là do chi Aplitosaurus được coi là nguyên thủy trong họ với các chi dị loại khác, hoặc với các răng trong mẫu vật này đơn giản là chưa tiến hóa. Chúng có những ngà răng phù hợp cho việc kiếm ăn, có thể là để đào bới các loài thực vật như rễ cây, hoặc thậm chí là giết các loài động vật nhỏ khác. Ngà là chiếc răng duy nhất ở phần trước cửa miệng, được hình thành như một chiếc mỏ cắt. Chiếc mỏ này có thể sử dụng để cắt cỏ hoặc cắt thịt từ xác động vật. Số 5, Aprosaurus. Aprosaurus có nghĩa là thằn lằn tinh tế, chỉ ra rõ rằng nó là một loài sauropod Macronodian, tương tự như các chi Brachiosaurus và Camarasaurus. Hầu hết các mô tả về Aprosaurus đều tập trung vào hộp sọ, chứ không phải là các hóa thạch xương sọ bổ sung sau này được cho là của nó. Aprosaurus được cho là đã chia sẻ môi trường sống với các loài sauropod khác
như Omisaurus, Sunosaurus, Dasabosaurus, cũng như các loại khủng long ăn cỏ khác như Ankylosaurus, Huayangosaurus. Nhiều loài khủng long săn mồi cũng được biết đến từ hệ tận hạ Sasimiao, nhưng một loài đặc biệt là Yanchuosaurus, một loài khủng long chân đốt đặc biệt lớn, có thể đã xử lý được Aprosaurus. Số 6. Apidosaurus. Apidosaurus là một loài sauropod đầu tiên thuộc kỷ phấn trắng ở Hoa Kỳ có hộp sọ có thể nhận dạng được. Hộp sọ này và các yếu tố hậu sọ khác xác nhận danh tính của nó là một loài sauropod thuộc loài Brachiosaurus. Ít nhất 4 cá thể Apidosaurus đã được phục hồi và tất cả những hóa thạch này đều là những con non. Loài khủng long này được đặt tên theo một thành phố Ai Cập cổ đại, nhưng có một phương pháp để mô tả sự điên rồ này, đó là vị thần Osiris được cho là được lưu giữ trong một thánh tích ở Abydos sau khi ông bị anh trai Seth chặt. Ở đây, phần đầu của Osiris được đề cập đến nguyên mẫu của Apidosaurus, vốn chỉ là một hộp sọ và 4 đốt sống. Tên loài Apidosaurus McIntoshi được đặt để vinh danh John McIntosh, giáo sư vật lý Đại học Wesleyan, người đã có nhiều đóng góp cho nghiên cứu về loài sauropod và tổ chức khủng long quốc gia. Số 7. Acanthopholis. Giống như nhiều chi khủng long được đặt tên sớm, lịch sử phân loại của Acanthopholis nói một cách đơn giản là một mớ hỗn độn. Nhiều loài đã được đặt tên, phân bố lại, chuyển sang các chi khác và ngược lại, nhưng tất cả các hóa thạch liên quan đều là những xương riêng biệt được tìm thấy có liên quan với nhau. Những xương đầu tiên được xếp vào chi của loài Nodosaurus, một loài khủng long bốn chân được bao phủ áo giáp. Acanthopholis đã bị gắn nhầm vào một chi này trong quá khứ, làm tăng thêm sự nhầm lẫn về giá trị của chi và loài được quy cho nó. Vì lý do này, Acanthopholis được coi là một chi đáng ngờ vì tài liệu sẵn có cho nó không được coi là đủ chuẩn đoán để xác định các cá thể khác. Một loài khác là Acanthopholis thú mỏ vịt đã được chuyển sang Macrocrosaurus. Số 8. Acheloiosaurus. Acheloiosaurus có hai sừng riêng biệt mọc lên từ đỉnh điềm cổ giống như loài Adiosaurus, nhưng nó có một phần mũi lớn hơn Bachyrhinosaurus, một dạng chuyển tiếp liên kết hai loài khủng long Ceratopsian này tiếp tục cho thấy sự phát triển dần dần của dòng Centrosaurini. Mặc dù không phải tất cả các nhà cổ sinh vật học đều bị thuyết phục về điều này, nhưng đó là ranh giới rõ ràng nhất giữa các loài Centrosaurini, sừng mũi sớm như Centrosaurus và loài đầu mũi Bachyrhinosaurus. Việc thiếu sừng mũi là nguồn cảm hứng cho cái tên Acheloiosaurus, ám chỉ Acheloos, vị thần bảo trợ của sông Acheloos. Vị thần này được đề cập là có khả năng thay đổi hình dạng. Và một lần nữa, điều này phản ánh việc Acheloiosaurus dường như đang thay hình đổi dạng từ Aniosaurus sang Bachyrhinosaurus. Acheloos đã được kết hợp với tiếng Hy Lạp cổ phổ biến hơn là thằng lằn. Số 9. Acheloraptor. Trước khi tìm hiểu loài khủng long số 9 trong danh sách này, mình có một câu đố dành cho anh em. Đó là tìm điểm khác nhau với hai cái tên này. Và loài số 9 chúng ta sắp tìm hiểu là Acheloraptor. Acheloraptor là chi khủng long Romaeosauridae đầu tiên được xác nhận có nguồn gốc từ thành hệ Hellbreak, nổi tiếng thế giới ở Bắc Mỹ. Chúng là loài khủng long Romaeosauridae duy nhất được biết đến từ thành hệ này cho đến khi chi Dakota Raptor được đặt tên vào năm 2015. Tuy nhiên, với chiều dài ít nhất 5,5m, Dakota Raptor lớn hơn đáng kể so với Acheloraptor. Răng của các khủng long Romaeosauridae đã được biết đến trước thời điểm này. Hiện tại, Acheloraptor là chi được biết đến ở hàm trên và răng hàm với các răng bổ sung. Tuy nhiên, điều này ít nhất đủ để xác nhận rằng Acheloraptor thực sự là anh em họ Bắc Mỹ của loài Velociraptor nổi tiếng sống ở châu Á. Trong số các hóa thạch Acheloraptor đã biết, ít nhất gợi ý rằng tổng số chiều dài của các cá thể mẫu gốc của loài khủng long này sẽ nằm ở đâu đó trong chiều dài khoảng 2m. Số 10. Acheloiosaurus. Acheloiosaurus được xác định là một loài khủng long Alvarezsaur cơ bản sống ở Argentina vào cuối kỷ phấn trắng. Nhưng hiện nay, có một số câu hỏi về tính hợp lệ của nó. Acheloiosaurus được cho là đã sống cùng với chi điển hình Alvarezsauridae. Tuy nhiên, một nghiên cứu vào năm 2012 của Marco Vicky và các cộng sự đã đưa ra quan điểm rằng Acheloiosaurus và Alvarezsaurus trên thực tế có thể là một và cùng một loài khủng long. Nếu vậy thì Acheloiosaurus sẽ trở thành từ đồng nghĩa của Alvarezsaurus. Và vừa rồi,
mình đã đưa các bạn đến với 10 loài khủng long đầu tiên có cái tên bắt đầu bằng chữ cái A. Mới phần đầu của 100 loài nên chúng ta chỉ khởi động sương sương như vậy thôi. Nếu video này được các bạn hưởng ứng, xem nhiều và có view cao cao tí thì mình sẽ làm 9 phần còn lại. Còn ngược lại thì khi nào mình hết lười thì mình sẽ làm. Nếu video này hữu ích, các bạn hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ thành quả lao động của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau.